Việt Nam Airlines xin kính chào quý khách. Để nghe thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng bấm phím 1. English press 2. Quý khách vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau đây. Đặt vé và thay đổi vé, ấn phím 1. Đặt vé đưa đón sân bay, ấn phím 2. Đặt vé đoàn, ấn phím 3. Đặt khách sạn, ấn phím 4. Du lịch trọn gói, ấn phím 5. Xin quý khách vui lòng giữ máy, cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến điện thoại viên. Cuộc gọi sẽ được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý khách. Hiện tại tất cả các điện thoại viên đều đang bận. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát. Hiện tại đã hết giờ làm việc. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Xin cảm ơn. Việt Nam Airlines xin kính chào quý khách. Để nghe thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng bấm phím 1. English press 2. Quý khách vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau đây. Đặt vé và thay đổi vé, ấn phím 1. Đặt xe đưa đón sân bay, ấn phím 2. Đặt vé đoàn, ấn phím 3. Đặt khách sạn, ấn phím 4. Du lịch trọn gói, ấn phím 5. Xin quý khách vui lòng giữ máy, cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến điện thoại viên. Cuộc gọi sẽ được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý khách. Hiện tại tất cả các điện thoại viên đều đang bận. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát. Hiện tại đã hết giờ làm việc, quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Xin cảm ơn. Trong khuôn khổ chương trình truyền thông giao lưu nghệ thuật Sáng mãi tấm gương người thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng lần thứ nhất năm 2014, nhằm ghi nhận sản phẩm các bạn đang thưởng thức của các cá nhân tổ chức trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên cả nước, chúng tôi đã có dịp đến thăm những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực, tạo nên thương hiệu uy tín vì sức khỏe cộng đồng. Chính họ đang hàng ngày, hàng giờ đưa các sản phẩm. Cảm ơn quý khách đã gọi đến công ty giống cây trồng Thiên Phú, địa chỉ cơ sở 1, 33B Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt. Cơ sở 2, đập 1 Đa Thiện, phường 8, thành phố Đà Lạt. Là đơn vị chuyên sản xuất giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Hiện tại, chúng tôi đang có trên 20 loại giống hoa cúc phổ biến tại Việt Nam. Hàng năm cung ứng ra thị trường hàng triệu cây giống các loại. Chúng tôi cam kết cung cấp những cây giống chất lượng nhất, xứng đáng với niềm tin của khách hàng. Để đặt mua cây giống và tư vấn kỹ thuật, xin quý khách vui lòng giữ máy trong giây lát. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý khách hàng, lời đầu tiên, trại lươn giống Sáu Sơn chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng trong và ngoài nước đã quan tâm và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua. Trại lươn giống Sáu Sơn tại địa chỉ ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chuyên cung cấp các loại lươn giống, lươn thịt, lươn cháo, lươn phi lê, khô lươn và các sản phẩm khác từ lươn với số lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn thu mua lươn thịt ở các tỉnh miền Nam. Với kinh nghiệm nuôi lươn nhiều năm, chúng tôi đảm bảo cho ra các sản phẩm lươn giống, lươn thịt với chất lượng tốt, sạch bệnh. Xuất phát từ nhu cầu thị trường trong những năm qua, việc mở các cơ sở sản xuất lươn giống đã thành phong trào và được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành. Tiên phong trong lĩnh vực cung cấp con giống chất lượng cao phải kể đến trại lươn giống Sáu Sơn của anh Lê Đình Ngọc Sơn. Không những cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu mà còn góp phần đa dạng hóa giống lươn của tỉnh Bình Dương và khu vực phía Nam. Được hình thành từ niềm đam mê trong lĩnh vực nuôi lươn, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm số lượng lớn. Các sản phẩm của cơ sở luôn đảm bảo chất lượng, uy tín, luôn áp dụng khoa học kỹ thuật tân tiến. Với kinh nghiệm có được trong 10 năm nuôi lươn, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các khách hàng có nhu cầu nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tránh rủi ro trong quá trình nuôi lươn. Đến với trại lươn giống Sáu Sơn, quý khách sẽ được tư vấn kỹ thuật chuồng trại, kỹ thuật nuôi lươn, được lựa chọn con giống với tình hình kinh tế hiện nay và nguồn tài chính của gia đình. Được bao tiêu sản phẩm khi quý khách muốn bán, cung cấp trọn gói cho các dự án, có dịch vụ giao tận nơi cho các cơ sở trên đất nước Việt Nam. Với phương châm, thành công của quý khách là chìa khóa thành công của chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng hoàn hảo nhất mọi nhu cầu của khách hàng, kinh doanh những sản phẩm đảm bảo về chất lượng và cạnh tranh về giá cả. Hãy đến với chúng tôi để nhận được sự phục vụ tận tình và chu đáo nhất.
Nhãn hàng sữa Enlin xin kính chào quý khách. Chúc quý khách có một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Vận động là hoạt động tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người. Chúng ta luôn muốn được tự do vận động để làm những điều mình thích và chăm sóc những người thân yêu. Vận động linh hoạt là khởi nguồn từ hệ cơ, xương, khớp khỏe mạnh. Enlin bổ sung đạm, canxi, collagen cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác giúp duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể để bạn tận hưởng cuộc sống năng động hơn mỗi ngày. Thế còn chần chờ gì nữa? Xin mời quý khách hãy ghé thăm gian hàng của Enlin để trải nghiệm sản phẩm và tham gia các thử thách vận động thú vị để nhận về các phần quà hấp dẫn từ Enlin. Sữa tiệt trùng Enlin mới, sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống trẻ trung, năng động. Trải nghiệm máy.com nhận diện gương mặt thế hệ mới BeFace chỉ với giá 500.000 đồng. Tặng ngay thiết bị phần cứng, giá đã rẻ nay còn rẻ hơn. Máy.com khuôn mặt BeFace, giải pháp chấm công nhận diện gương mặt và giám sát an ninh hàng đầu Việt Nam. Được tin dùng bởi Viettel, Mobifone, VNPT, Vietjet Air và hàng trăm doanh nghiệp uy tín với các tính năng ưu việt nhất hiện nay như chấm công nhận diện khuôn mặt cho doanh nghiệp với tốc độ chưa đến 1 giây và gửi tin nhắn ngay khi thành công. Hệ thống báo cáo real-time giúp nắm bắt và quản lý giờ làm việc của nhân viên. Tích hợp đóng mở cửa, giám sát an ninh ra vào chặt chẽ. Hệ thống cloud quản lý tập trung kết nối mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng tích hợp với các phần mềm thứ ba. Đặc biệt, BeFace còn sở hữu những tính năng như tính công, thiết lập lý do nghỉ, phần trăm tính công và ngày nghỉ lễ phù hợp với chính sách của công ty, quản lý đơn xin nghỉ, quản lý đơn xin đi muộn, về sớm và hỗ trợ các đơn từ khác theo nhu cầu của khách hàng. BeFace có thể phân biệt gương mặt thật giả với độ chính xác 100% mà ít sản phẩm chấm công nhận diện gương mặt nào có thể làm được. BeFace giải quyết mọi khó khăn trong vấn đề nhân sự và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho doanh nghiệp của bạn. Sở hữu công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam với mức giá tuyệt vời để nâng tầm giá trị doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay. Khai trương rộn ràng, nhận ngàn quà tặng cùng Ivy Moda. Nhân dịp khai trương, Ivy Moda giảm giá cực sốc toàn bộ sản phẩm. Giảm giá toàn bộ sản phẩm ngay hôm nay. Ưu đãi lớn mừng khai trương Ivy Moda. Nhanh chân ghé lựa các sản phẩm thời trang, xu hướng với mức giá giảm cực sốc cùng hàng ngàn quà tặng chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay. Thuamviet.com. Khai trương rộn ràng, nhận ngàn quà tặng cùng Ivy Moda. Ivy Moda giảm giá toàn bộ sản phẩm với hàng ngàn set đồ xu hướng, phong cách cho các tín đồ thời trang, duy nhất chỉ có trong ngày khai trương. Khai trương rộn ràng, nhận ngàn quà tặng cùng Ivy Moda. Ghé thăm và nhanh tay lựa chọn những sản phẩm yêu thích với mức giá giảm cực sốc cùng vô vàn quà tặng hoàn toàn miễn phí, duy nhất chỉ trong hôm nay. Kính thưa quý khách hàng, siêu thị Daily Mart là một hệ thống siêu thị hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ quý khách hàng. Hôm nay chúng tôi tưng bừng khai trương cửa hàng tại khu chung cư The Six Eleven với rất nhiều sản phẩm giảm giá kịch sàn. Với tiêu chí tươi mới mỗi ngày, siêu thị chúng tôi luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tươi ngon nhất, chất lượng nhất. Bên cạnh những mặt hàng tươi sống, rau củ quả được nhập mới hàng ngày cả trong và ngoài nước là hàng ngàn những mặt hàng thiết yếu khác như đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm và gia dụng để phục vụ nhu cầu của quý khách. Bên cạnh sự đa dạng về chủng loại hàng hóa, siêu thị chúng tôi còn đem đến nhiều tiện ích cho quý khách như giao hàng miễn phí, thanh toán tiền điện nước, điện thoại, đổi trả hàng nhanh chóng, tích điểm thẻ khách hàng thân thiết. Ngoài ra, chúng tôi luôn đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào dịp cuối tuần để phục vụ nhu cầu của quý khách. Vậy kính mời quý khách tới tham quan và mua sắm tại siêu thị chúng tôi để lựa chọn cho mình những sản phẩm tươi ngon nhất. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.